Sáng nay ngày 21 tháng 11 năm 2014, Công an huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Tấn Dựng sinh năm 1987 và Đỗ Công Đức sinh năm 1986 đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích. Cả hai đều ở thôn Ba Cảng, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Hai đối tượng này bị tạm giam sau khi cơ quan xác định các hành vi về tội trộm cắp tài sản. Trước đó vào ngày 15 tháng 11, Dựng và Đức đến vườn nhà bà Phạm Thị Mới ở cùng thôn với Dựng hái trộm cà phê. Dựng và Đức còn dùng kéo các cành cà phê rồi tuốt trái. Tối ngày 16 tháng 11, Dựng dùng máy cày chở 7 bao cà phê khoảng 400 kg về cất giấu ở chuồng bò nhà mình thì bị phát hiện. Tại cơ quan công an, Dựng và Đức khai nhận trước đó đã thực hiện 4 vụ hái trộm các cành cà phê của 4 hộ khác trên địa bàn với tổng số lượng gần 2 tấn cà phê tươi, trị giá khoảng 17 triệu đồng.